cắt ra đi, cắt dài ra đi. Đây nay vô mùa trục xới rồi nha anh em. Em nhận làm sắp sửa trục xới, ép sửa thẳng cho anh em luôn nha. Ở đây em nhận được cái trục xới này của ông khách này, trục xới này trục xới dĩa nha. Ông khách ông yêu cầu sắp lại phay, dàn phay xài chân nú cho ông khách đây. Ông khách ông ở ông khách tên Bằng Tấn, đường đường Môn Hà, thành phố Hà Tĩnh. À, này ông xới này của Hà Tĩnh gửi vô nha. Số điện thoại của khách đây. Em nhận làm trục xới, nay vô mùa trục xới nha anh em. Anh em ở gần ở xa nào có nhu cầu sắp sửa trục xới, nay làm trục xới mới, ngành được phục vụ anh em nha. Hoàng Mai 0907790079. Cái trục xới này là của ông khách, ông ở ngoài Hà Tĩnh mà ông sử dụng cái dạng file bắt dẻ, bắt mâm. Bắt cái dẻ vô trực tiếp vô trong cái răng xới nha. Ông yêu cầu em làm lại đây, anh em thấy cái có gần gần không? Đây là mấy cái dĩa đó, mấy cái dĩa của khách. Mấy cái dĩa khách yêu cầu em gửi em sắp lại trục phai xài chân nú. Anh em nào có trục phai như vậy anh em cứ xả ra, xả bỏ mấy cái mặt bít đó hết cho em, rồi anh em gửi vô cho em cho nó nhẹ tiền mua điện nha. Giống như ông khách này, ông khách này cũng xả hết trơn không, ông xả hết trơn mấy cái mặt bít ra để ông gửi trục cho em làm. Ở đây em nhận sắp rồi cho anh em, sắp cho anh em xới nước và xới khô được luôn nha. Anh em ở gần thì anh em tới, anh em ở xa thì anh em cứ ra bưu điện anh em gửi thẳng trực tiếp cho em nha. Ở đây em làm trục xới cho anh em là em sắp, em sửa rồi em ép thẳng vạt mặt hai tấm cho anh em luôn để đảm bảo đồng tâm đồng trục cho anh em. Trục xới này của ông khách ông ở ngoài Hà Tĩnh à. Mời anh Tấn vô xem nha, anh Tấn ở Hà Tĩnh nè, mời anh vô xem trục xới của anh nha. Để gửi cho em đây, trục sắt hai nội dung gì 2 triệu gì có bưu điện nó ghi. Anh em ở gần ở xa vậy em đều làm được nha. Đây em giới thiệu cho anh em luôn. Đây anh em thấy không, khách ông cắt sẵn cái mặt bít luôn, nên là có những mặt bít y gan vậy, khách cắt sẵn ra luôn. Anh em ở gần ở xa gì có nhu cầu Hoàng Mai hân hạnh được phục vụ nha. Hoàng Mai 0907 790079. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ.